chào quý vị và bà con nông dân. Sau nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng thì hôm nay Bắc Bộ đã có mưa giải nhiệt. Khối khí mát cuối mùa di chuyển xuống đẩy rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm trong 24 giờ. Sau đó, do sự dịch chuyển dần xuống của khối khí mát và rãnh áp thấp, nên từ chiều tối nay sang ngày mai 24 tháng 5, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm trong 24 giờ. Còn ở phía Nam, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần, nên mưa dông cũng có xu hướng gia tăng trên cả khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ. Mưa xuất hiện từ sớm khoảng từ 10 giờ và còn kéo dài đến chiều, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Như vậy là mưa dông diễn ra ở hầu khắp trên cả nước, với cục bộ sẽ có điểm có mưa vừa mưa to. Đáng lưu ý, trong những cơn mưa dông đầu mùa rất dễ đi kèm với các thiên tai nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, quý vị và bà con cần hết sức cẩn trọng đề phòng. Nhằm chủ động ứng phó với mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa, nhằm giảm thiểu thiệt hại, các chuyên gia khuyến cáo bà con sinh sống tại các địa phương có cảnh báo mưa dông cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, chủ động phòng tránh hiện tượng thời tiết xấu như là mưa dông kèm lốc sét, mưa đá có thể xảy ra. Bên cạnh đó, bà con cũng cần tìm hiểu cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trong đó tập trung vào các biện pháp trú tránh, đảm bảo an toàn khi xảy ra dông sét. Ngoài ra, bà con chủ động gia cố, che chắn, bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại do mưa dông. Kể lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.